Từ ngày mai đến hết tháng 6 dương lịch, ba con giáp này ngồi mát ăn bát vàng, vinh hoa phú quý, tiền căn đầy ví, tay phải thì cầm tiền, tay trái thì đón lộc. Thứ nhất là con giáp tuổi Mùi. Con giáp tuổi Mùi có sự thay đổi rất nhiều trong tháng 6, được xóa đói giảm nghèo, lại được quý nhân giúp đỡ nên phát triển rất nhanh. Họ nhanh chóng thoát khỏi sự khó khăn về kinh tế, có cuộc sống tốt đẹp hơn và trở nên giàu có hơn trong ngay tháng 6 này. Thứ hai là con giáp tuổi Dần. Trong tháng 6 dương lịch, người tuổi Dần có phúc khí vượng phát, làm việc gì cũng thuận lợi vô cùng. Người tuổi này làm ăn kinh doanh thì được các thương vụ thuận buồm xuôi gió, làm trồng trọt chăn nuôi sẽ thu về nhiều thành quả ngọt, biết nắm bắt thời cơ. Con giáp tuổi Dần làm đâu thắng đó, tài lộc sự nghiệp của họ đều tăng cao. Không những thế, họ còn được trời phúc cho sức khỏe dồi dào, tha hồ mà hái lộc. Thứ ba là con giáp tuổi Mão. 6 tháng tới đây, người tuổi Mão bước lên đỉnh vinh hoa phú quý, đặc biệt trong tháng 6 dương lịch này, làm gì cũng vô cùng thuận lợi, quý nhân giúp đỡ, làm đâu thắng đó, gặt hái được nhiều tiền bạc. Thời gian này, người tuổi Mão vô cùng vững chắc, nắm trong tay nhiều cơ hội tốt để làm ăn và đặc biệt tạo được cho mình một hình ảnh riêng, một thương hiệu riêng và một cái cơ hội lớn để phát triển cho sự nghiệp, cả nhà đều được nhờ vả. Tóm lại, ba con giáp này trong tháng 6 dương lịch rất nhiều tiền và gặt hái khá nhiều thành công, gia đình được nhờ. Chúc các bạn có một tháng mới đắc lộc và sai tài.